Ok anh em, lại một em cút bổi mái anh em nhá, quá nhanh anh em ạ, kiểu này. Ủa béo quá anh em ạ, chim đang sắp đẻ trứng anh em ạ, béo ụ luôn, hàng quá. Ok anh em nhá. Thì cảm ơn Hoàng Thắng, cảm ơn tất cả anh em đã bỏ thời gian xem hết video này. Anh em đừng quên nhấn một like ủng hộ Thắng. Và anh em nào đang xem video này mà chưa bấm nút đăng ký kênh ấy, thì anh em nhớ bấm nút đăng ký kênh ở bên cạnh và bật chuông báo lên, để mỗi khi Hoàng Thắng chia sẻ video thì anh em sẽ nhận được video chia sẻ của Hoàng Thắng mới nhất để anh em coi nhá. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.